Xin các bạn, tôi là Tùng Trời. Hôm nay tôi sẽ review một cái sản phẩm mà cũng hơi đặc biệt một chút. Đó là một mẫu súng mà tuổi đời rất là lâu rồi. Gần như là một loại kỳ cựu của làng Airsoft ấy. Nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn được rất nhiều các dân chơi sưu tầm rồi build rồi được sử dụng hàng ngày luôn. Đó là cây Tokyo Rui 2K3 5.1. Nguyên nhân tại sao là thế? Thì trong quá trình review có lẽ mình sẽ nói sơ qua một chút nguyên nhân tại sao mà cây này nó vẫn được đông đảo cộng đồng chơi Airsoft anh em được tin cậy và sử dụng đến thời điểm hiện tại. Trong hộp đây, hộp rất là bình thường thôi nhưng mà làm chắc chắn và cẩn thận, sẽ hướng dẫn sử dụng tiếng Nhật đó, mình nhìn không hiểu gì luôn, nhưng nói chung là họ hướng dẫn cách dùng và các cái quy tắc an toàn của cây súng này rất là cẩn thận. Ngoài ra sách bìa rồi có bia tập bắn, ok, để sang bên. Nhân vật chính của chúng ta đây, được đóng trong cái hộp xốp rất là chắc chắn, rất là chắc chắn luôn. Mình vận chuyển trực tiếp từ Hồng Kông về đây qua bao nhiêu dặm đường mà nó không hề suy chuyển gì cả, nó không có móp méo gì luôn, rất là chắc. Phụ kiện thì nó gồm có một cái bộ que thông nòng và vệ sinh nòng, cái đầu này dùng để vệ sinh nòng. Anh em cho cái khăn mềm vào đây để vệ sinh nòng. Còn đầu vát này là để mình để thông nòng, nếu có đạn nó kẹt đấy thì mình dùng cái này để mình chọc nó ra. Thanh sắt nhỏ này thì để dùng hỗ trợ cho anh em trong cái việc mà tháo lắp cái cây súng này nhé, rất là tiện lợi và cẩn thận, đến từ hãng. Tiếp theo đó là đạn test, BB test 0.2. Tiếp nữa là cái đầu đầy đạn dùng để dự phòng hẳn hai cái liền. Đây anh em có thể nhìn thấy đây, hẳn hai cái đầu dự phòng cho cái băng đạn của súng này. Trong quá trình chơi mình có lỡ mà làm rơi hỏng gãy vỡ gì ấy, thì có thể thay thế được nhé. Rất là tiện lợi và cẩn thận. Lúc nào cũng cẩn thận. Tiếp theo đó là cái gel Pitikani 2mm để anh em lắp vào thân súng, dùng treo giá phụ kiện. Ví dụ đèn pin các kiểu đó. Thì đây là nhân vật chính chúng ta đây. Là cây Tokyo Rui 2K3. Để mình cho cái cam chắc chắc tí. Logo Bắc Kinh. Và anh em chú ý, cây 2K3 này nó một cây súng nó không có thực ở ngoài biên chế, không có bất kỳ một đơn vị nào sản xuất thực tế cây súng này ở ngoài đời cả. Nó được sản xuất, nó một cây súng tưởng tượng dựa trên cái thiết kế của cây M1911. Khác biệt chính của cây này so với 1911 nó chính là băng đạn, cơ số đạn đây. M1911 thì nó một cây súng rất là tuyệt vời từ lâu rồi, nhưng nhược điểm của nó là cái băng đạn quá hẻo và mỏng, dễ vỡ, dễ rơi, dễ hỏng nữa, mà dung lượng đạn quá thấp. Thì đây cái này ra đời với băng đạn 31 viên tất cả, và cái cơ số ga mà chứa được ấy thì có thể bắn được tầm khoảng 2,5 băng thì mới cần phải lắp thêm. Khá là tuyệt vời và cực kỳ tốt cho anh em để đi ọp, đi bắn rất là tuyệt vời, không phải nghĩ gì đến cái cơ số đạn mà mình phải mang theo cả. Vào vấn đề chính đi, cây súng thì khác biệt tiếp theo của cây 2K3 này với cây M1911 đó là cái thân M1911 nó là gồm hai phần, phần trên và thân dưới liền nhau luôn. Còn cây 2K3 của mình của cường Mazui này ấy, thì nó là ba phần khác nhau, phần slide riêng này, phần frame này và cái phần grip riêng biệt nhé. Đấy là cái những cái đặc điểm chính khác nhau giữa M1911 và cây 2K3 của Tokyo Rui. Có thể nói đó là một cái cải tiến của cái cây Mazui này, cây 2K3 này so với đời trước là M1911 đó. Cây này thì vẫn theo như thông lệ của đồ Tokyo Rui thôi, do luật của họ nên bắt buộc cái slide này này phải làm bằng nhựa, phần này làm bằng nhựa. Tuy nhiên cây này vẫn rất là nặng, anh em có thể
Đây mình có cái cân anh em có thể xem. Ok, rất là nặng. Vì sao? Cái mác nó nặng, thân súng nặng, ngoại trừ slide bằng nhựa, hầu hết tất cả các bộ phận đều làm bằng kim loại nặng nhé. Đó, riêng cái mác đã là 3 lạng hơn rồi này. Súng là 5 lạng 3 này, 532 gram này. Tổng cộng cả súng cả mác vào là 800 mấy 900 gần 1 cân. Nên cầm khá nặng và chắc chắn. Và anh em chú ý, cái này grip nó khá là to. Đây tay mình cũng là tay form to đấy. Nên là một số anh em nào tay mà nhỏ xinh quá thì cầm cái này hơi vất vả, nên là anh em hãy chú ý cái đặc điểm này trong quá trình mình lựa chọn mẫu súng theo theo ý mình. Nhỡ mà tay mình hơi bé quá thì cầm những cây 2K3 này nó rất là vất vả, còn tay to thì không sao, là cầm rất là thoải mái và chắc chắn. Grip này họ làm rất là đẹp và chắc chắn, thuận tiện. Chỗ dưới có một cái mắc well để cho mình tì cái ngón cái này vào, tạo tư thế thoải mái khi cầm mắm lâu dài. Và để cái thao tác nhắm bắn ấy, mình có cái tì đây này, nó sẽ nó chắc chắn hơn nhé. Tiếp theo mình muốn giới thiệu với cái cơ chế hoạt động của cây 2K3 này, đó là cái cơ chế khóa. Cây này dùng cơ chế khóa song song, nó hai cơ chế khóa song song nhau luôn. Thứ nhất là cái khóa slide riêng. Cái khóa này là cái dạng khóa ambi, hai bên trái phải đều có tác dụng giống nhau hết. Anh em thuận tay trái tay phải đều dùng được như bình thường. Đó, khi mà đã kéo lên thì anh em sẽ không thể nào bóc qua được nữa. Đó. Cái thứ hai đó là cái khóa grip đây. Cây súng này chỉ có thể hoạt động và chỉ có thể bắn được khi cả hai cái khóa này đều được mở. Khóa grip khóa slide mở và khóa grip được mở. Đây mình có thể cho anh em xem lên đạn đó. Thì đây slide gạt xuống, clip ấn xuống nha, để góc này anh em thấy gì này. Đó, còn nếu như mình không có ấn vào clip này thì anh em nhìn này, không có bắn được. Phải ấn vào grip mới bắn được nha. Rồi. Tiếp theo đến là cái phần size, cái phần thước ngắm. Thước ngắm đi kèm của cây 2K3 này là bằng kim loại và có thể điều chỉnh được rất là tiện lợi. Đó, trên này là chỉnh lên xuống này. Bên này chứ. Bên này là trái phải. Trên cái thước ngắm này cũng có cái marking riêng của hãng rất là đẹp và sắc nét, không có lem nhem chút nào khác. Đó, và cái thước ngắm anh em nhìn này, đó, khá là dễ nhìn và nó cao nữa, thuận tiện việc quan sát, tiện lợi. Thêm một đặc điểm nữa của dòng 2K3 này, đó chính là cái bộ cò cực kỳ nhạy, hành trình nó ngắn và thiết kế rất riêng biệt. Nó mang cái hơi hướng của cái Racer Gun, là cái súng mà bể thi đấu. Đó. Nhanh anh nhìn thấy này, đây mình có thể biểu diễn một chút đây, các anh em nhìn này, hành trình của nó rất là ngắn. Đó đây, đó, rất ngắn. Cái hành trình của rất ngắn và rất nhẹ. Cái điều này có thể khiến cho mình có một cái tốc độ bắn nhanh nhất có thể, và có thể giúp cho mình phản ứng nhanh nhất có thể khi mà có tình huống cần gấp. Đó. Đấy cũng chính là nguyên nhân mà tại sao nhiều các bạn chơi Speed Shooter các kiểu, hoặc là chơi dạng competitor ấy, chơi thi đấu, các bạn ấy chọn cái mẫu 2K3 này. Đó, chính vì cái phần thiết kế cò độc đáo riêng của nó này, giúp cho mình có thể bắn nhanh và không có bị hành trình quá dài ảnh hưởng đến cái việc ngắm bắn. Nghĩa là mình khi mà mình bóp hành trình dài quá là có khả năng ảnh hưởng đến cái việc ngắm bắn, bị rung tay mà, nên nó không có chính xác nhiều bằng việc cái hành trình cò nó ngắn như này. Ok. Tiếp theo mình sẽ mở cái cây này ra để
anh em xem cái ruột gan nó một xíu. Đó, đây nha, anh em mở đến cái vị trí này nha, chỉ đi kèm nó là cái ốc sắt. Mình hơi lỏng tay rồi, hơi trôi tay thì đi kèm cái chốt sắt đó, được một cái ra. Đây là cái phần slide của súng, thì nó có bao gồm là cái lò xo recoil, lò xo giật đó, để tạo cái độ giật slide lại. Phần hot chamber inner và enuso blowback unit, tất cả cái phần này đều làm bằng kim loại hết, nhưng nó rất là nặng, rất là nặng chứ không có nhẹ nhàng gì đâu. Mặc dù cái này slide làm bằng nhựa nhưng tất cả các cái chi tiết trong nó làm bằng kim loại, nó rất là nặng và cầm đầm tay. Có cái duy nhất một chi tiết nữa làm bằng nhựa, đó chính là cái outer này, nhưng mà cái nhựa của và cái sơn của Mazui thì các bạn biết rồi đấy, nó finish cực tốt, cực đẹp, nhựa mà sờ, cảm giác sờ vào và nhìn qua nó gần như là kim loại luôn, gần như nhôm CNC ấy, nếu nhìn sơ rất là khó phân biệt. Đây còn phía đây là cái chỉnh hop up, anh em chỉnh hop up từ trái qua phải để tăng hop up, đạn nó sẽ bay lên, từ phải qua trái để giảm hop up, đạn sẽ bay xuống. Mình sẽ chỉnh cái này để cho nó phù hợp với trọng lượng của viên đạn, sao cho nó hợp lý nhất có thể theo ý mình. Tiếp theo đến phần thân dưới, phần thân dưới của cây Hakapa này như mình đã nói, nó sẽ gồm hai phần riêng biệt khác nhau, đó là phần frame là cái khung chính này, và phần grip rời này. Đó, grip rời này, nó là hai phần rời nhau chứ không phải liền một khối như là cái MM911. Và trên cái frame này anh em để ý này, nó mặc nó là kim loại nhé, nó có một hai cái chỗ đây đánh dấu sẵn, hai cái chính, hai cái chỗ này chính là hai cái chốt để mình đục ra, mình gắn cái gel Pitikani này vào. Anh em dùng một cái đầu đục và anh em đục dứt khoát, nó sẽ thủng lỗ ra qua đây. Hãng nó đã thiết kế sẵn rồi, mình chỉ cần đục qua là được thôi, cầm búa và đục là được. Còn đây là hệ thống cò búa đó, và hệ thống khóa an toàn của nó, tất cả đều là kim loại hết, rất là chắc chắn và bền bỉ. Cái này thì độ bền của linh kiện Dizin của Mazui đã được anh em chơi trên toàn thế giới người ta công nhận rồi, nên mình cũng không cần phải đào sâu chôn chặt cái này làm gì nữa. Có gì để nói về cái này không nhỉ? Đúng rồi, lan man đủ rồi, mình lắp lại nha. Thì mình cũng nói sơ qua tiếp một chút tại sao, cái nguyên nhân tại sao mà khiến cái cây này cũng như là cái dòng Hakapa này gồm có hai phiên bản 4.3 và 5.1 đấy được rất nhiều anh em tin cậy sử dụng, vì do thiết kế của nó. Thứ nhất là thiết kế cái dạng outer này, nó là outer cố định, nó không có di chuyển trong quá trình mà chạy slide đấy, anh em có thể nhìn thấy gần như cố định luôn, không có di chuyển trong quá trình các slide hoặc là thân súng hoạt động, nên là nó không ảnh hưởng đến inner ở trong. Nên khi mà mình bắn, slide nó di chuyển như này thì cái inner nó gần như nó không có bị tác động đến, nó khiến cho cái việc mà độ chính xác cây súng nó không bị ảnh hưởng nhiều, anh em chỉ việc giữ chặt tay, còn đâu là súng thì cái bộ phận trong nó sẽ cố định, nó sẽ không ảnh hưởng đến phần độ chính xác của súng. Tiếp theo nữa là cái phần làm nên danh tiếng của hãng, đó chính là phần hơi. Phần hơi bao gồm nozzle, phần booking và chamber. Đồ zin nó đã rất là tốt, nó rất là tốt để khiến cho một cái cây này nó hoạt động một cái có cái sự chính xác tuyệt vời so với những cây cây súng ngắn phổ thông khác của các hãng khác, hoặc thậm chí có thể so sánh được với những cái cây AEG, cây súng điện, cây súng dài điện tầm bình dân đó. Với thứ ba nữa là cái khả năng custom của cây này, đó cũng là một cái nguyên nhân khá lớn để khiến cho
Rất nhiều anh em lựa chọn cái mẫu này của Tokuroi. Vì sao? Vì cái con này ấy, nó gồm 3 phần riêng biệt. 3 phần đều có thể tháo rời được. Nên là khả năng thay thế khối hợp linh kiện rất là phong phú. Bạn có thể thích cái slide màu xanh, thân màu tím, grip màu vàng hoặc là mạ chrome hoặc bất kỳ cái gì theo ý mình. Và nữa là cái hệ sinh thái phụ kiện, linh phụ kiện độ cho cái dòng này ấy, nó quá phong phú, nó quá là nhiều luôn. Từ slide truyền thống cho đến slide dạng competitor, dạng thi đấu, rồi slide đủ các kiểu chạm khắc, đó. Rồi grip cũng thế, grip CNC, grip nhựa, grip trơn đó. Cái frame ở giữa cũng vậy, frame có sẵn tích hợp rail, rồi frame có sẵn tích hợp các lỗ gắn phụ kiện, frame nhôm CNC các kiểu đó. Và tần tật từ chi tiết nhỏ nhất đến lớn nhất, từ cái size ngắm cho đến búa rồi đến các cái khóa an toàn đều có thể thay thế mua theo ý mình được, bởi vì có rất nhiều các hãng làm đổ lộ cho cái con này đó. Ok, xong phần giới thiệu mình sẽ đến phần test. Như các bạn đã thấy, mình đã đục và lắp xong cái gieo Pitikani cho cây 2K3 của mình. Và cái việc lắp này, đục cái này ấy, thì các bạn dùng ngay cái thanh sắt nhỏ đi kèm với súng mà nhà sản xuất đưa cho để lắp, để đục luôn. Rất là tiện lợi và chính xác, một phát ngay nhé. Và mình dùng đạn 0.2 Green Ga để test. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì với những cây Mazui của đấy thì hầu hết là khuyến cáo đều phải sử dụng với cái ga A134, đó là cái ga mà nó nhẹ, FPS nó chỉ rơi vào tầm khoảng 208, nhưng mà nó sẽ đảm bảo cho cái slide của bạn này lâu bền và nó không bị hỏng. Còn như anh em thông thường ở Việt Nam mình ấy, thì chủ yếu là dùng green ga thì nó lực nó mạnh hơn, độ giật nó lớn hơn, nhưng nó bù lại thì cái slide nó sẽ bị hư hại sau quá trình sử dụng tầm một thời gian, tất nhiên dài ngắn tùy vào cách mình chơi thì sử dụng và bảo quản thôi, nhưng nó sẽ bị rạn vỡ. Thì khả năng anh em phải thay một cái slide khác hoặc thay hẳn cái slide kim loại bằng CNC, bằng metal gì đó thì nó sẽ bền hơn nhé. Tất cả cái cây Marui này để mà chạy zin chỉ duy nhất là mình cần phải thay cái slide thôi, còn đâu tất cả các bộ phận khác anh em cứ yên tâm là dùng, đến khi nào mà mình đổi súng khác thì may ra phải nghĩ thôi, chứ còn nó rất là bền. Ok, bây giờ mình bắn test. Ba trăm ba mươi bảy, 326, 331, 326, 327, 328, 327. FPS đúng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất đề ra, tầm khoảng 1 joule. Nhân tiện đây mình cũng test luôn cái hành trình cò cho các anh em xem với tốc độ bắn và cái độ nhạy cò của cây cây này như thế nào nhé. Đó, như anh em đã thấy, tốc độ bắn rất nhanh và rất nhạy. 2K3 5.1 của Tokuroi. Ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Nếu thấy kênh bổ ích và có nhiều thông tin cần thiết cho anh em, hãy like và subscribe nhé.